Một nhà hàng tại Trung Quốc lấy nước lau nhà pha vào nước cam cho khách. Theo đó, nhà hàng này đã vướng vào vụ bê bối vệ sinh thực phẩm sau khi mà một nhân viên bị ghi hình đang trộn nước máy từ chậu lau sàn với nước cam để phục vụ khách. Chuỗi nhà hàng có trụ sở tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã phải xin lỗi sau khi mà tin tức sự việc được lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn video do khách hàng quay lại cho thấy nhân viên nhà hàng đã đổ một bình lớn nước cam đậm đặc vào chậu dùng để rửa giấy lau nhà. Bên cạnh thì có treo nhiều cây lau, một số thùng đựng rác còn sót lại rác chưa dọn rồi thêm nước máy vào. Sau khi bị khách phát hiện, nhân viên đã có hành động ngay lập tức đổ nước uống đã pha vào nhà vệ sinh, trong khi các nhân viên khác thì cố ngăn vị khách này không quay phim. Hiện tại, đại diện nhà hàng đã lên tiếng nhận lỗi, nhưng tất nhiên sẽ không thể làm dịu đi sự tức giận của khách hàng. Vị quản lý thì đã bị giáng chức, còn các nhân viên liên quan đã bị đình chỉ công tác và sau đó thì phải đi học một lớp giáo dục về vệ sinh an toàn thực phẩm.